thương hiệu trứng vịt biển Đồng Ruy Dương Sa nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã nhờ chăn nuôi khép kín. Trồng theo hướng sạch an toàn, mận An Phước hướng đến hội nhập. Sáng tạo trong nông nghiệp là một trong năm xu thế của nông nghiệp toàn cầu. Bản tin Nông nghiệp sinh thái hôm nay cùng quý khán giả và bà con nông dân tìm hiểu về vấn đề này. Như bản tin Nông nghiệp sinh thái hôm qua có đề cập, việc nông dân liên kết tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò quan trọng để hướng đến nền nông nghiệp chuyên nghiệp hiện đại. Là thành viên của một hợp tác xã hay tổ hợp tác, đồng nghĩa nông dân cần tuân thủ quy trình sản xuất khép kín bài bản. Việc này không đơn thuần để tạo ra nông sản chất lượng an toàn bởi những tiêu chuẩn được áp dụng, mà còn là cơ hội để sản phẩm hội nhập, khi ấy doanh thu đồng lời được gia tăng. Câu chuyện đưa thương hiệu trứng vịt biển Đồng Ruy Dương Sa của một hợp tác xã ở tỉnh Quảng Ninh sau đây cũng vậy. Hiệu quả bước đầu xin chia sẻ đến quý khán giả và bà con. Năm 2015, Hội Nông dân xã Đồng Ruy, huyện Tiên Yên thành lập hợp tác xã chăn nuôi vịt Đồng Tiến với 7 thành viên tham gia và làm thủ tục để được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Từ 7 hộ thành viên ban đầu, hiện hợp tác xã phát triển lên 25 hộ tham gia nuôi vịt biển lấy trứng với tổng đàn khoảng 15.000 con. Để thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm, hợp tác xã xác định sản xuất là khâu quan trọng nhất. Để sản phẩm trứng vịt biển Đồng Ruy đạt tiêu chuẩn đồng nhất về chất lượng, hợp tác xã đưa ra một quy trình chăn nuôi riêng của mình áp dụng cho tất cả các thành viên. Theo đó, hợp tác xã đứng ra hỗ trợ từ cung ứng con giống, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống bệnh, tiêm vaccine đến bao tiêu sản phẩm. Nhờ siết chặt khâu quản lý, kiểm soát chất lượng, mẫu mã, bao bì, thương hiệu, trứng vịt biển Đồng Ruy ngày càng được nhiều người biết đến. Mỗi ngày, hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 10.000 cho đến 12.000 quả trứng vịt biển. Năm ngoái, doanh thu từ trứng vịt biển Đồng Ruy của hợp tác xã đạt khoảng 6 cho đến 7 tỷ đồng, trừ chi phí lời khoảng 1 tỷ 6, trừ chi phí lời khoảng 1 tỷ 5 cho đến 1 tỷ 6, trừ chi phí lợi khoảng 1 tỷ 500 triệu cho đến 1 tỷ 600 triệu đồng. Hiện trứng vịt biển Đồng Ruy của hợp tác xã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Một thành viên của hợp tác xã chia sẻ như vậy: trước đây bà con chúng tôi rất khó khăn trong việc bán trứng vịt biển của mình. Nhưng kể từ khi tham gia hợp tác xã, chúng tôi được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm, cung cấp vật tư đầu vào ổn định, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, kinh nghiệm để chăn nuôi. Hợp tác xã đang tiếp tục cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm, tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông, tiếp cận với các thị trường xa hơn, hướng tới xuất khẩu sản phẩm trứng vịt biển ăn liền. Rõ ràng là việc liên kết tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất đạt chuẩn là trợ lực lớn để nông sản, sản phẩm làm ra được trở mình. Như việc tích cực chuyển đổi, vươn lên top đầu về các sản phẩm đạt chuẩn OCOP của nông dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Số làm vậy, thưa bà con, từ khi xã Lô Giang lấy trái hồng sim, tức là Sabo, tham gia chương trình OCOP và được công nhận đạt chuẩn 3 sao, người trồng phấn khởi tập trung chăm sóc mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng. Anh Nguyễn Văn Đan ở xã Lô Giang cho biết, chúng tôi giờ chỉ tập trung nhân giống tốt để mở rộng diện tích, chăm sóc đạt chuẩn để cây sai trái, trái to, ngọt mát, không còn phải lo việc tiêu thụ như trước vì thương lái tới tận vườn thu mua. Số lượng người mua qua các trang thương mại điện tử, kênh bán hàng qua mạng ngày một tăng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Minh Tân đưa sản phẩm phát lộc của địa phương tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, trở thành sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của huyện và là một trong hai sản phẩm đầu tiên của huyện Đông Hưng được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Anh Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc hợp tác xã cho biết, từ khi được chứng nhận OCOP, sản phẩm có mã vạch, tem mác được đưa lên sàn thương mại điện tử, thị trường tiêu thụ tốt hơn, giá thành cũng cao hơn. Đây chính là động lực để hợp tác xã tuyên truyền các hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất, tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng tầm chất lượng, gia tăng sản lượng gấp 2-3 lần, cung cấp cho thị trường những sản phẩm độc lạ, đẹp, có sức cạnh tranh cao. Bén duyên với công việc trồng rau đắng biển gần 20 năm nay, nhưng đây lại là nghề tay trái. Chị Võ Thị Úc ở phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình chị lúc đầu có vài công đất,
dùng để đào ao nuôi cá trình và cá bóng tượng. Song nhận thấy diện tích đất trống dọc theo các ao nuôi cá khá nhiều, nếu bỏ không thì uổng phí. Vậy là vợ chồng chị Út bắt tay vào đào hầm và trồng cái loại rau dân dã này. Dạ, anh Duy An biết không, cái hay của mô hình này không đơn thuần là việc nuôi trồng kết hợp để mang lại hiệu quả cao, mà còn là sự sáng tạo, nhảy bén với xu thế sản xuất nông nghiệp hiện đại ngày nay. Mời quý vị và bà con cùng cận cảnh cách làm này ngay sau đây. Để rau đắng phát triển tốt và non thì người trồng cần làm đất kỹ, bố trí hầm trồng rau có độ sâu khoảng 40cm, lót cao su bên dưới và bơm sình non vào trước khi trồng. Mùa mưa thì không cần tưới nước, nhưng mùa hạn cần cung cấp lượng nước ngọt đủ để rau đắng phát triển. Sau 6 tháng, chị Út cải tạo trồng mới, bơm sình non và thay cao su một lần. Bên trên có tấm lưới mạnh màu đen được chị che chắn kỹ lưỡng đối với hầm rau đắng chuẩn bị cắt bán. Chị nhổ cỏ để nước xăm xắp chân rau quanh năm, hoàn toàn không sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt nhằm đảm bảo an toàn. Tuy vậy, với cách chăm sóc kỹ lưỡng, rau vẫn xanh, non, tự nhiên nên khách hàng ưa chuộng. Với 10 hầm, mỗi hầm rau đắng biển được cắt liên tục 3 ngày, mỗi ngày thu hoạch 100kg rau, giá 6.000 đồng một ký. Mô hình nuôi trồng kết hợp canh tác nói không với phân thuốc hóa học giúp mang về hiệu quả cao của gia đình chị Út là minh chứng cần được khuyến khích và nhân rộng. Tư duy nhạy bén, sáng tạo trong nông nghiệp giữ vai trò quan trọng để nâng cao năng suất nhưng vẫn thân thiện với môi trường. Nội dung này được đề cập ở phần cuối chương trình. Quýt rụng bờ ao ngọt ngào anh chuộng, trái mận hồng đào rụng cuốn anh chê. Ừ, có chê khen gì đâu hà. Mà nói nào ngay, không biết là mận hồng đào sao, chứ mận An Phước hút khách lắm á nghe chị Tuyết Anh. Nghe anh Duy Ân nhắc thì Tuyết Anh mới nhớ là ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu á bà con, có một nông dân trồng giống mận này. Ta nói thương lái đến thu mua tới tấp luôn, mà giá thì cũng đâu có rẻ đâu, thậm chí là cao hơn giá mận thường luôn á. Và chị Tuyết Anh đang nói đến anh Lê Anh Tuấn, nổi danh là người nông dân cho mận ngủ mùng, mang về lợi nhuận nửa tỷ đồng mỗi năm phải không à? Nhưng mà hiệu quả này là ngoài mong đợi. Nói như vậy bởi thuở mới tập tành canh tác theo hình thức này, mong mỏi duy nhất của anh Tuấn là giống mận đặc sản có cơ hội vươn xa, hội nhập. Quan trọng hơn tất thảy là được trồng theo hướng sạch, an toàn. Anh Tuấn trồng mận An Phước trong khu vườn rộng 6.000m2. Toàn bộ khu vườn được anh bao phủ bởi một lớp lưới nhằm chống ruồi vàng đục trái. Chẳng những vậy, việc này còn là để anh không sử dụng phân thuốc hóa học, hướng đến sản xuất an toàn, phục vụ thị trường. Anh Tuấn sử dụng chủ yếu phân chuồng ủ hoai cho vườn mận, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo an toàn cho người trồng và người sử dụng. Trồng mận An Phước cho mỗi năm 3 vụ trái, năng suất từ 6 đến 7 tấn trên 1.000m2 một vụ. Giá mận anh Tuấn bán ra luôn cao gấp đôi so với mận thường, từ 25 cho đến 30 ngàn đồng một ký. Tuy vậy, thương lái vẫn đặt hàng nhiều, thậm chí có lúc không đủ hàng giao. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, anh có lời khoảng 500 triệu đồng. Nền nông nghiệp chuyên nghiệp cần lắm những tư duy của người nông dân chuyên nghiệp như thế. Song việc đáp ứng các tiêu chuẩn sạch, an toàn trong sản xuất là cần nhưng chưa đủ. Bởi để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc sáng tạo là rất cần thiết và quan trọng. Bản tin nông nghiệp sinh thái ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bà con một trong những xu thế tiếp theo của nông nghiệp toàn cầu hướng đến, đó là sáng tạo trong nông nghiệp. Kính mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Các phát minh mới trong nông nghiệp đang tạo ra cuộc cách mạng mới gọi là nông nghiệp công nghệ cao, giữ vai trò quan trọng để nâng cao năng suất nhưng vẫn thân thiện với môi trường. Một số xu hướng chi phối sản xuất nông nghiệp hiện nay, ứng dụng hình ảnh siêu phổ và thuật toán để tính toán năng suất, thiết bị không người lái vừa cung cấp dữ liệu hình ảnh để phân tích các yếu tố môi trường, khí hậu, dịch bệnh và tham gia cả với vai trò phương thức sản xuất, tích hợp kỹ thuật, phân tích dữ liệu, công nghệ sinh học nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng đất, dinh dưỡng động vật. Ứng dụng công nghệ blockchain nhằm có được giải pháp tổng thể đầu cuối trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa bộ gen tạo ra giống rau, hoa quả có năng suất cao hơn, dinh dưỡng cao hơn, kháng bệnh tốt hơn, chống oxy hóa hiệu quả hơn.
Nội dung vừa rồi khép lại thời lượng dành cho bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân quan tâm theo dõi. Quý vị đừng vội chuyển kênh để cập nhật các thông tin nóng mới, vấn đề thời sự đáng quan tâm có trong nhịp sống ngày mới ngay sau đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.